hôm qua còn dư lên cây nữa mà. Cây số 6. Đây, cây số 6 này là ai cũng chê hết trơn rồi. Rồi mình để cây số 6 này lại, mình sẽ làm một cái clip uống cái cây này cho bạn xem sao ha. Cây cù lại. Xin chào tất cả các bạn. Nãy giờ các bạn mới xem lại cái me đó, cái me mà số 6 nè. Hôm bữa mình giao lưu bạn nguyên lô đó, còn sót lại cây. Cây này cũng chê chứ mà. Nó do là nó không có đế, nhưng mà cái cây này mình rất thích mà. Không có đế mà đế nó rất là quái nè. Cái phần đế nó từ đây nó xuống nè bạn. Ha, nó còn cong cong, một thằng một đế một. Nó sẽ thành cái thằng chính luôn. Nó hơi cao. Đó, thì mình uống một cái tán. Nó xà xuống thấp đó. Cây này thì mình có vô cái keo xù nữa bạn. Keo xù này mình tự chế nè, ngày mai mình sẽ chia sẻ bạn cái vụ keo này sao. Thì bữa nay cây này mình uống xong đó bạn, giờ mình dự định mình vô. Hôm nay thì cũng vô chậu cây lâm nè, đang vô chậu mấy cái cây sam trái nữa bạn nè. Mình vô bằng cái chậu xi măng này nè đó. Thì mình đang vô chậu đó bạn. Ha, bây giờ để mình vô cái cây me này cho bạn xem đi. Me này nó xấu nhưng mà mình chế nó lại nữa bạn ha. Đó, bây giờ mình lên chậu này cái đã. Cây này thì nó đế nó có một đế một mà nó cao mà. Giờ mình có thể mình cho nó cao luôn coi. Bắt càng mấy nghe. Rồi mình vô chậu xong rồi bạn. Sau khi vô chậu xong á thì đắp rêu luôn nè. Rêu mùa này nó muốn hết các bạn. Mùa này nắng lên cái rêu muốn chết chứ. Mình để đây vài bữa mình tưới nước nó sẽ tươi trở lại như cái này. Mảng này nó đen đen vậy các bạn đừng sợ ha, mình cứ đắp vô vậy đi. Cho nước tươi nhiều vô. Nó hít xuống cái siêu dừa này nó cứ nhắc trong đây là vài bữa là nó sẽ lên thôi. Vài ngày các bạn ha. Đó, để bây giờ mình tỉa mấy cái nhánh ở trong đây nè. Nè, nhánh nè. Để bớt cái nhánh này đi. Đó thì các bạn xem kỹ ha. Lúc mình chừa lại chỉ có 3 nhánh thôi nè. Đây nhánh ha. Với đây nhánh nè. Với một nhánh chính nè. Đó. Vậy thì đâu có cần nhiều đâu các bạn thấy không. Đó. Rồi bắt đầu cái form này nó như vậy á. Thì mình cứ hãy nó ló ra là mình cắt thôi, đừng cho ló ra nữa. Mình đừng cho nó dài các bạn, tới đây là nó vừa là mình cứ hãy ló ra mình cắt thôi. Còn cái keo này nè, keo tạo xù nè các bạn, là mình làm thành công rồi ha. Xù rất là đã luôn đó, bạn nhìn thấy xù đã không, quay gần coi coi nè. Đó, xù cứ ngắt luôn nha các bạn. Còn tươi xanh này ha.
Đó. Đó không? Cái mặt cắt nè, đây mặt cắt, đây mặt cắt nè, ở đây liền do luôn rồi, nó đâm mầm lên trong chỗ tàu xù luôn nữa bạn. Đó. Keo này mình làm thành công đó bạn. Đó. Cành nhánh này thì nó vừa đó. Cắt cho ngắn ngắn như vậy đi, đừng để cho nó cao quá ha. Đó. Ok rồi đó. Cái này là mình đã tháo tháo dây da hết lần rồi bạn. Đó, mình cho một cái cành nó phóng ra. Cành này phóng ra thì nó thành tạo ra một cây bài. Đó. Còn có phần thân chính nè. Lúc trước á thì cái bữa mà mình giao lưu bạn cây số 6 này nè. Thì bạn để ý xem cái cây số 6 này là chê do theo mình nghĩ bạn là không có đế. Nhưng mà anh thấy cái cây này rất là quái các bạn. Không cần đế nó vẫn là đã ha. Nhìn nó vẫn lạ nè, thấy không? Đó. Thì cái thế của nó đã có sẵn. Khi lên đây nó ngoái lên đây ha. Nó quanh trở lại đây nó phóng cái thằng chính ra đây nè. Thì mình cho một cái cành này ngay từ đầu mình đã định hướng nó một cành phóng ra các bạn để tạo thành cái thằng chính bay ra thì nó mới tổng thể nó mới cái cây nó mới lạ được các bạn ha. Mình phóng ra mặt đây thì cái phần gốc á mình trồng về mép chậu đây đó, nó đơn giản vậy thôi các bạn, thì nó mới tạo ra được cái cây độc lạ ha. Đó, còn cái phần nhánh bên đây các bạn thấy là không không nên cho dài ha, ngắn thôi đó, càng ngắn càng đẹp nha bạn. Mặt bên đây nè, nó mình cho nó dài quá thì nó sẽ hút cái mặt chậu, thành ra mặt bên đây thì mình cho nó ngắn thôi, càng ngắn càng đẹp ha. Đó, tới đây là hãy nó đâm ra là mình cắt thôi, mình đừng cho nó dài dài nữa thì ok rồi ha. Đó, cái này là nó vừa đó, vừa sai rồi đó bạn. Thì cái phần ngọn này nè mình có thể nữa mình cho nó thêm, bây giờ là trước mắt là mình uống như vậy thôi, nhưng thực ra thì nay mai mình sẽ thả vương cái phần ngọn lên để cho nó lớn chỗ này nè bạn, nó no cho nó lên để nó tạo ra cái phần thân chính nó lên đây. Giờ cái tay mình chủ yếu là mình uống cái tay này trước nè, chủ yếu quan trọng cái tay cành này trước cho nó lớn để nó căng xứng cái phần chiều ngang của cây, còn phần đọt thì nhanh lắm các bạn, nếu mình cho cái đọt lên trước thì nó sẽ khống chế nó không có lên được này nè, thằng này khó nha bạn, thành ra là mình bắt buộc mình phải cho này đi trước cho lớn đi rồi mình sẽ làm đọt sau, thì bắt đầu mình chơi được rồi, bây giờ cây mình gì là mình chơi được rồi, thì nay mai mình sẽ cho nó vươn đọt lên, phần đây mình tỉa thường, thằng này mình cho nó vươn lên nhiều lần như vậy thì mình cắt giật lại thì cái thằng đỉnh đọt này nó sẽ lớn lên nè, thì nó sẽ căng xứng cây ha. Đó, thì cách nuôi cây nó là vậy bạn, thì cái cách nuôi cây của mình á mình chia sẻ bạn rất là nhiều rồi ha. Đó, mình là những bí quyết, những cách nuôi cây mà nó nhanh gọn lẹ thì mình đã chia sẻ bạn rất là nhiều lần rồi. Đó, bạn thường xem clip mình là bạn nào không biết chưa. Còn cái cây tạo xù này nay mai mình sẽ chia sẻ bạn nè ha, mình làm nó thành công rồi, dễ mà học báo không, xù quá trời liền băng luôn. À, đối với me thì cái cây cái tạo xù này rất là đã luôn, mà me mai gì làm được hết trơn á ha. Đó, bạn phải ngắm lại hơn lần nữa ha, để quay xa các bạn ha. Từ một cái cây mà hầu như là không ai thích các bạn, mình cũng tạo ra được một cây chơi nó cũng lạ nè ha. Đó, thằng này thì mình thấy là cái cây này rất là quái, thì không cần cái thằng đế đâu bạn, không cần đế đâu nhưng mà nếu mà mình chơi một thời gian lâu á, 1-2 năm á, 2-3 năm thì mình có thể mình nhổ hoặc là mình xịt cái thằng đế này ra nè cho nó chống ra thì nó cũng có thể nó có đế, nhưng mà theo mình á, thì không cần thiết cái đế các bạn, cây gì là quái dữ lắm nha. Đó, một thằng xuống nó lắc xuống này thôi cho nó nu ra thì nó mới lạ các bạn, cái quái mà ha, cần thiết cái đế điếc gì đâu. Rồi mình xin dừng cái video tại đây, hy vọng là qua cái video của mình đó thì các bạn có thể nghiên cứu á để mình sáng tạo cái cây của mình đó, mỗi cây mỗi vẻ cho chơi cho nó đã các bạn. Rồi mình xin chào và hẹn những cái video tiếp theo ha.